vì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Nga. Mẹ, ra ngoài có chút chuyện, mẹ canh giùm con cái nồi cơm nha. Chồng con đi làm xa, mà sao dạo này á, mẹ ít khi nào thấy con có ở nhà, ngày nào á con cũng đi ra ngoài đường hết vậy? Mẹ, có chồng là một chuyện, con còn có chuyện riêng của con nữa chứ. Bạn bè, đàn đúm, rồi cà phê, cà pháo, tập game, con cá nhân quá rồi đó. Sao mẹ nói chuyện gì phong kiến quá vậy? Phụ nữ bây giờ người ta hiện đại tự do lắm. Nhưng mà con đã lo việc nhà chưa? Hay là con bắt cái nồi cơm lên, rồi xong con đi từ sáng cho tới chiều. Bữa nào mà thằng Thành nó không có về á, thì con cũng không có về luôn. Anh Thành không về nhà là do anh đi ra ngoài anh tiếp khách. Còn con, ở nhà con buồn, con cũng phải đi ra ngoài cho nó thoải mái chứ. Dạ với mẹ, con mẹ có nói được câu nào đâu. Nó là đàn ông, nó đi ra ngoài làm ăn, còn con là phụ nữ, công dung ngôn hạnh, lo quần áo cơm nước cho chồng. Bây á cứ vậy hoài à, giờ làm sao hạnh phúc đây? Thôi, mẹ đừng nói nữa. Mẹ chồng và nàng dâu luôn có một khoảng cách nhất định. Nhiều lần bà Thủy luôn khắt khe với Nga trong mọi việc, nên cá nhân cô con dâu này khá đầy nghiến mẹ chồng. Mẹ mới về. Mẹ nấu cơm xong rồi, con tắm ăn cơm cho con. Vợ con đâu sao không nấu mà để mẹ nấu. 2-4-6 thì spa, 3-5-7 thì tập game, chủ nhật thì con tùy. Dạ con biết rồi. Thôi con đi tắm nha. Mà nè. Dạ. Con á cũng phải là xem lại các sinh hoạt của vợ chồng con đi. Mẹ nè, bé Nga còn nhỏ, nhiều khi suy nghĩ chưa chín chắn lắm. Mẹ nói chuyện với bé Nga cũng lựa lời mà nói, đừng nói nặng lời. Thế nào hai mẹ con có chuyện à? Thôi, con tắm ăn cơm nha. Nè, con nghĩ sao á mà con kêu mẹ lựa lời mà nói chuyện với con dâu của mẹ? Ăn nói vậy á, mà nói được à? Mẹ, ý con phải là như vậy. Ý con là... Thôi đi! Nếu muốn ở đây với tao, phải nghe lời tao. Có lẽ những lời nói vô tư từ người con trai đã làm tổn thương người mẹ này, nên bà Thủy có phần giật dữ. Về mặt Nga thường xuyên bêu ríu mẹ chồng với bạn bè. Ta riêng, tao cũng bạn với ông Thành rồi, nhưng mà ông chưa có chịu. Em sợ không có đủ tiền lo cho tao. Trời, có hai vợ chồng xài nhiêu dữ vậy? Thì chủ yếu là tiền shopping, spa với lại cà phê thôi. Mình phải làm đẹp mới không mất chồng. Nhưng mà chán lắm mày ơi. Tao gặp ngay bà mẹ chồng khó tính, bà phong kiến lắm, làm gì bà cũng cấm cản hết trơn. Tưởng gì, mấy bà già đó dễ xử lý mà. Mày đừng đá động gì tới bà hết trơn á. Bà kêu mày làm gì, mày làm ngược lại cho tao. Rồi ha, tiếp tục áp lực lên ông Thành. Ê, mày nói tao mới suy nghĩ lại nha. Mắc gì tao phải đôi co với bà? Trong khi á, bà là người thiếu hiểu biết. Già rồi. Thay vì khuyên con cái nhìn tốt hơn về mẹ chồng, thì cô gái này lại cho dầu vào lửa. Và Nga lại áp dụng công thức trên để đối phó với bà Thủy. Nhưng hiệu quả thì ngược lại. Sao tự nhiên mẹ muốn vô viện dưỡng lão ở là sao? Viện dưỡng lão điều kiện cũng tốt, thức ăn cũng sạch sẽ, với lại mẹ cũng có người để mà nói chuyện, không có làm phiền đến các con. Tới chở mẹ đi khám sức khỏe định kỳ, có bác sĩ theo dõi sức khỏe của mẹ hàng ngày. Mẹ nói vậy sao được? Mẹ ở nhà đi, con không cho mẹ đi đâu hết á.
Mẹ đi vô đó rồi bà con dòng họ hai bên nói sao? Có một thằng con trai mà lo mẹ không nổi hả? Thì có sao đâu, có liên quan gì đến ai. Mẹ nói đúng đó anh, tuổi của mẹ khác xa tuổi của mình luôn, biết đâu vô đó mẹ sống thọ hơn rồi sao? Ủa rồi mẹ ở đây rồi ăn đồ ăn bẩn, rồi không có người chở đi bệnh viện rồi mẹ chết hả? Sao anh nói chuyện nghe ấu trĩ quá. Ốc trĩ cái gì? Riêng cái chuyện này á là em đồng tình với mẹ nha. Em thôi đi, bớt nói một câu lại. Còn mẹ nữa, con nói rồi, mẹ ở nhà này không đi đâu hết á. Anh nói chuyện nghe sao dễ dàng quá à. Phải chi cái gia đình của anh có anh em đông thì cũng đỡ, đằng này có một mình anh nè, là anh gánh hết đó anh biết không? Thôi đi. Mẹ không cần ai gánh cho mẹ hết. Mẹ không cần hai con phải lo cho mẹ. Từ bản thân của mẹ này, mẹ sẽ tự lo cho mẹ là được rồi. Mẹ, mẹ, mình thấy chưa, mẹ mới giận rồi đó. Vừa lòng hả dạ em chưa? Nghe theo bạn mình nhưng bị sự phản đối từ chồng, Nga vô cùng ức chế. Chưa hết, càng về sau, thành vì áp lực công việc mà rượu bia khá nhiều nên cả hai thường xuyên lớn tiếng với nhau. Trời ơi là trời, anh đúng là không phải con người mà. Ngày nào cũng ăn nhậu về ói vậy, ai mà dọn cho nổi. Cầm cái miệng lại hả mày? Sao mày nói chuyện mất dạy hỗn hào vậy? Tao lỡ đi nhậu với bạn bè hơi quá chén, tao ói chút xíu thôi. Mày coi tao không ra con người là sao? Không có con người nào như anh á. Tối ngày đi ăn nhậu uống rượu, về ói tùm lum hết trơn, ai mà dọn, báo hết người này tới người kia vậy đó. Tao thấy giờ này mày mất dạy dữ lắm nghe chưa? Mày mất dạy với tao, rồi mày mất dạy luôn với mẹ tao nữa. Ha, mày khôn hồn quá. Câm cái miệng mày lại. Mày nói một tiếng nữa là tao bọc tay mày liền nha mày. Gì? Tính đánh tôi hả? Anh dám không? Đánh đi. Mày thách tao hả? Ừ. Thách tao hả? Tới thời điểm bây giờ nè, tao rất là hối hận. Chứ ngày xưa tao cưới mày về, tao không đánh đập, tao dạy dỗ mày cho anh vô nề vô nếp đàng hoàng, để ngày hôm nay mày mất dạy mày hỗn hào vậy đó. Vậy là anh có quyền đánh tôi hả? Đúng. Bởi vì mày là vợ tao, tao là chồng của mày, mày phải nhớ điều đó nghe chưa. Tao đánh là đúng. Con là vợ thì phải biết xây dựng hạnh phúc gia đình, có như vậy á thì chồng nó mới về nhà thường xuyên chứ. Sao bà không nghĩ sau này bà có con gái, con gái của bà đi làm dâu thì gia đình chồng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, thì bà nghĩ sao? Còn anh nữa, anh làm chồng mà anh để vợ của mình á phải tạo ra niềm hạnh phúc ở nhà thì anh mới chịu ở nhà hả? Sao anh không đặt ngược lại, anh quan tâm yêu thương tôi một chút thì sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc hả anh Thịnh? Chuyện gì trong cái nhà này cũng đổ lên đầu con này hết á. Câu nói này của Nga như tạt gáo nước lạnh vào hai mẹ con bà Thủy. Từ nay, giữa họ mới hiểu rằng sống cùng một mái nhà nhưng không có sự đồng cảm. Và chính bước ngoặt này khiến cho mỗi cá nhân có một cách giải quyết. Ly dị thì dễ thôi, nhưng mà nó cũng rắc rối rườm rà lắm. Ly dị người này người nọ nói tới nói lui phiền phức lắm. Thôi được rồi, mai mốt khi nào mà anh buồn cần xả stress thì cứ tìm tới em. Em hứa là sẽ giúp cho anh thỏa mãn. Anh biết rồi, chỉ có em mới biết anh muốn gì mà. Còn bây giờ có biết anh muốn gì không? Gãi gú, rượu chè là cách người chồng này lựa chọn khi không khí gia đình đang xảy ra những mâu thuẫn khó giải quyết. Cuối tuần này á chắc là chị lên câu lạc bộ sinh hoạt một mình đi.
tôi phải đi du lịch với con dâu. Nhà chị á thật là có phúc, chứ nhà tôi á thì thôi. Hai mẹ con nên ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ sống cùng một mái nhà mà người nào cũng đặt nặng cái tôi của mình quá đó, thì con trai mình khổ. Nhưng mà tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Hay là hôm nào thằng Thành nó không có nhà đó, thì chị tìm hiểu xem con dâu nó thích món gì, rồi hai mẹ con cùng nấu nhau ăn ha. Mỗi người nhịn nhau một chút, hạnh phúc của tụi nó đó cũng là cái tâm của mình được thanh thản. Chị nói cũng đúng, chắc có lẽ nguyên nhân xuất phát cũng từ tôi. Ừ, thôi cố gắng lên nha. Nghe theo lời người bạn hàng xóm, bà Thủy có phần nhẹ nhàng hơn với Nga, với hy vọng thay đổi và làm khoảng cách mẹ chồng nàng dâu gần nhau hơn. Bà Thủy đã dặn lòng nhịn hết tất cả. Con có lịch đi tập gym, con có ghi trong sổ nhật ký của hai vợ chồng rồi. À không, ý của mẹ nói là cuối tuần này thằng Thành nó bận đi công tác rồi, cho nên nó không có cúng cơm ông bà được. Ừ, con cũng bận học cái lớp truyền cảm hứng của máy sát rồi. À, thì con cứ đi đi, mẹ ở nhà nấu nướng hết, rồi mẹ chờ con về cúng cơm ông bà xong, hai mẹ con mình ăn cơm chung với nhau nha. Về phía Nga, chưa thích nghi với những thay đổi của mẹ chồng, nên ít nhiều cô cũng hoài nghi. Và chính đây mới là nguyên nhân xảy ra sự việc đáng tiếc. Cái gì? Chồng tao đi khách sạn với gái hả? Em tao nó làm một quản lý khách sạn. Hôm bữa nó thấy chồng mày với con nhỏ nào vô khách sạn, nó chụp hình camera nè. Trời ơi, đúng là quá đáng mà. Alo, chị nghe nè. Cái gì? Gì vậy? Con nhỏ đó đó, nó đặt phòng nữa kìa. Đâu mày đưa tao coi hình coi. À, tao nhớ rồi. Lúc trước anh có kể với tao về con nhỏ này. Dạ, con mời đây. Bác cảm ơn con nha. Lâu lâu con mới về nước chơi, con đón bác đi một xíu mà chưa về là cảm ơn rối rít rồi. Vậy thôi, bác mời con vô nhà chơi. Có gì bác kêu vợ chồng Thành nấu cơm, rồi bác cháu mình cùng ăn nha. Dạ, đồng ý. Ủa, đây, anh về nào vậy? Dạ, em mới về, nhưng mà chắc là lần này em về luôn á. Anh nghe nói là công việc em đang ổn mà, sao về luôn? Mẹ em bắt em về, kêu về để lấy chồng. Mà không biết có ai thèm lấy em không nữa. Dạ. Con vào trong á, con kêu vợ con dậy nấu cơm đãi khách. À, vợ con nãy đi học lớp rồi mẹ. À, bác cái chuyện bếp núc này con rành lắm, để con vô nấu cơm đãi khách nha. Em nói chuyện với mẹ đi, anh vô nấu cơm nha. Bà muốn thì về nhà ăn cơm với bà, để tiện đường cho con trai bà ngủ với gái khách sạn chứ đâu. Rồi sau đó hai đứa nó có con, rồi bà ép tao ly dị với chồng tao. Trời ơi, thiệt là ác độc mà. Đã vậy, tao cũng chẳng cần gì phải tử tế với bà hết. Con làm gì nghe? Làm gì á thì bà tự hiểu đi. Bà đừng có tưởng cái giả tâm dơ bẩn của bà qua mặt được con này. Chính bà là người đang diễn cái vai người mẹ vĩ đại trong cái nhà này, để con bà đi ngủ khách sạn với gái. Thâm lắm. Mẹ đã cố gắng làm cho cái không khí gia đình mình tốt hơn, nhưng chính con đã phá nát nó đó. Bà muốn con trai của bà ly dị với tôi á thì cứ nói thẳng đi, tôi chấp nhận ký đơn. Đồ bà già tồi tệ. Mất dạy. Mẹ ra mày được. Thậm chí mẹ ra ba má của mày cũng được luôn. Đừng có làm cho tao quá sức chịu đựng. Nếu mày không muốn ở trong căn nhà này nữa,
biến đi. Còn mày với thằng Thành có ly dị hay không ly dị, không quan tâm đến, không bao giờ chấp nhận mày là con dâu của tao nữa. Sự việc bây giờ đã trở thành là chuyện của mẹ chồng và nàng dâu. Chính sự hiểu lầm này đã gây ra một thảm kịch cho gia đình bà Thủy. Anh đi đâu vậy? Em đặt phòng xong hết rồi, sao không ở lại với em? Hôm nay là chủ nhật mà. Lan à, anh xin lỗi em. Có lẽ hôm nay là ngày anh tỉnh táo nhất để nhìn nhận lại tất cả những sự việc đã xảy ra trong gia đình của mình. Ý anh là anh muốn nói với em rằng gia đình chỉ thật sự hạnh phúc khi mỗi thành viên chịu nhìn nhận và cảm thông cho người đối diện mình. Một lần nữa anh xin lỗi em. Mẹ và vợ anh đang chờ cơm. Khi tỉnh táo, Thành cũng là người biết nghĩ về gia đình. Nhưng nếu người đàn ông này dừng lại sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện không đi quá xa. Alo, chị Xuân hả? Chị đến nhà tôi gấp. Con gái của chị nó quá hỗn hào hà. Phụ nữ phải biết xây dựng hạnh phúc gia đình, có như vậy á thì chồng nó mới về nhà thường xuyên chứ. Chính bà là người đang diễn cái vai người mẹ vĩ đại trong cái nhà này để con bà đi ngủ khách sạn với gái. Không muốn ở trong căn nhà này nữa, biến đi. Còn mày với thằng Thành có ly dị hay không ly dị, không quan tâm đến, không bao giờ chấp nhận mày là con dâu của tao nữa. Làm gì mà cơm canh vương giải lum vậy? Mẹ ơi, mẹ, hôm nay tôi với bà không có mẹ chồng nàng dâu gì hết. Chỉ vì những hiểu lầm xảy ra trong cuộc sống, một cô con dâu đã nhẫn tâm dùng vật cứng đánh mẹ chồng bị thương tích trên 11%. Bà Thủy may mắn không mất mạng nhưng tổn hại sức khỏe nghiêm trọng. Sự việc mau chóng được cơ quan công an tiếp nhận và xử lý. Đối tượng bị bắt ngay lập tức. Nga sợ hãi khai nhận toàn bộ sự việc với lực lượng điều tra. Và trong phiên tòa xét xử, bị cáo cũng nhận bản án 5 năm tù giam. Bé Nga còn nhỏ, nhiều khi suy nghĩ chưa chín chắn lắm. Mẹ nói chuyện với bé Nga cũng lựa lời mà nói, đừng nói nặng lời. Thế nào hai mẹ con không có chuyện. Thôi, con tắm ăn cơm nha. Nè! Thay vì giận dữ để con ruột khó giải quyết, bà Thủy nên khuyên dạy cho chính Thành hiểu để tìm cách cho vợ mình thay đổi. Cá nhân người này cũng biết lắng nghe tâm tư của mẹ mà xử lý vấn đề cho khéo. Ý với con là... Thôi đi! Nếu muốn ở đây với tao, phải nghe lời tao! Không nghe lời tao, muốn nói ra khỏi nhà! Thật ra, mẹ không muốn gây khó khăn với con Nga đâu. Nhưng ở trong căn nhà này,
chỉ có mỗi một mình con là con trai. Sau này á, con Nga nó sẽ thay thế mẹ ra hương khói ông bà. Cho nên mẹ muốn chỉ dạy cho con Nga vô nề nếp. Dạ, con hiểu ý mẹ mà. Nhưng mà mẹ cũng cho con thời gian nha. Từ từ con sẽ nói vợ con. Hai vợ chồng thủ thỉ từ ngày này qua ngày nọ, con tin thế nào Nga cũng thay đổi. Thì mẹ nói vậy đó, con tự hiểu. Dạ. Bà đừng có tưởng cái giả tâm dơ bẩn của bà qua mặt được con này. Chính bà là người đang diễn cái vai người mẹ vĩ đại trong cái nhà này, để con bà đi ngủ khách sạn với gái. Thâm lắm. Câu chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn cho thấy quan điểm sống của thế hệ trẻ ngày nay khác xa cha mẹ lúc xưa. Tất nhiên, cá nhân những người như Nga là sai hoàn toàn trong cách cư xử. Để tránh những sai lầm của vợ mình thì Thành chính là cầu nối để hai người phụ nữ trong gia đình hiểu nhau hơn. Nga cũng nên tôn trọng mẹ chồng của mình, cho dù bà Thủy có đúng hay sai. Thậm chí hóa ra ba má của mày cũng được luôn. Đừng có làm cho tao quá sức chịu đựng. Con biết trong thời gian vừa qua giữa mẹ và vợ của con á, có những cái bất đồng quan điểm, cho nên là hai người hay xung đột, có những cái mà không có vui trong gia đình. Nhưng mà con mong rằng sau bữa cơm này, mẹ và vợ của con thông cảm nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ, để cho gia đình ba người chúng ta sẽ thật hạnh phúc nha mẹ. Con cũng xin lỗi mẹ. Thật ra con cũng mới về làm dâu nên con không có biết tính mẹ. Con làm mẹ buồn. Sống với mẹ một thời gian, con mới biết mẹ thương con nhiều lắm. Mẹ đừng có buồn con nữa nha mẹ. Mẹ thương thằng Thành bao nhiêu á thì mẹ thương con bấy nhiêu. Chẳng qua là mẹ muốn dạy con cho nó tốt hơn thôi. Dạ, cảm ơn mẹ. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi nha. Dạ. Không, mời mẹ ăn cơm. Dạ ăn cơm. Dạ, mời mẹ. Mẹ ăn cơm. Dạ, mời mẹ. Cảm ơn con. Dạ. Mẹ cho con dâu một cái nữa nè.